Với đấu pháp hợp lý cùng phong độ cao của các ngôi sao, Real Madrid dễ dàng đánh bại Liverpool để chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về tứ kết Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn ngay từ đầu hiệp 1. Lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà giúp họ đảm bảo sự an toàn ở phần sân nhà. Trong khi đó ở tuyến trên, những ngôi sao tấn công luôn sẵn sàng chấp thời cơ nhờ khả năng chuyển trạng thái tốt của bộ ba nơi tuyến giữa. Trong một tình huống điển hình, Real Madrid đã tìm được bàn mở tỷ số. Phút thứ 27, Toni Kroos phất đường bóng tuyệt hảo từ sân nhà, đúng đà băng lên của Vinicius. Tiền đạo người Brazil xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm tung lưới Alisson. Có bàn thắng, Real càng chơi càng tự tin, trong khi Liverpool tỏ rõ sự bối rối. Sai lầm liên tục xuất hiện nơi hàng thủ đội khách và đến phút thứ 36, Asensio trừng phạt Alexander-Arnold, nâng tỷ số lên 2-0. Cuối hiệp 1, hậu vệ Liverpool một lần nữa mắc sai lầm, nhưng rất may cho họ là Asensio chưa thể có cú đúp. 2-0 là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước vào đầu hiệp 2, Liverpool lập tức vùng lên và họ sớm có được điều mình cần. Phút thứ 51, từ nỗ lực đi bóng của Jota, bóng bất ngờ đến với Salah và tiền đạo người Ai Cập chớp cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì tốt nhất Liverpool làm được ở trận đấu này. Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục kiểm soát bóng ấn tượng. Đội chủ nhà chơi trên cơ hoàn toàn và bàn thắng thứ 3 đến như một lẽ tất yếu. Phút thứ 65, Vinicius hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-1. Ở những phút còn lại, Real Madrid tiếp tục thi đấu đầy kỷ luật và khiến cho đội khách hoàn toàn bất lực trong việc tấn công. Thắng 3-1 trên sân nhà, đại diện Tây Ban Nha chiếm lợi thế không nhỏ trước trận lượt về. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng của ông xứng đáng phải nhận thất bại trước Real Madrid sau một màn trình diễn nghèo nàn. Khoảnh khắc tệ hại nhất của các cầu thủ Liverpool chắc chắn là tình huống chơi bóng của Alexander-Arnold ở phút 36. Hậu vệ của tuyển Anh đã có pha trả bóng về cực kỳ bất cẩn và vô tình mở ra cơ hội giúp cho Marco Asensio ghi bàn thắng thứ 2 cho Real. Những sai lầm này của Alexander-Arnold không phải tự dưng mà có, nó đã xuất hiện trong quá khứ. Tôi không thích cách đội bóng chơi trong hiệp 1, rõ ràng là như vậy. Các cầu thủ đã phán đoán tình huống sai. Trong khoảnh khắc đó, Chen mắc sai lầm trực tiếp, nhưng những người khác cũng không thể tận dụng tốc độ để sửa sai. Đây là một kết quả tốt cho Real Madrid. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua nó. Cơ hội vẫn còn nhưng toàn đội phải cải thiện rất nhiều. Theo thống kê của Opta, nhà đương kim vô địch La Liga đã trở thành đội bóng đánh bại Liverpool nhiều lần nhất tại đấu trường châu Âu, với 4 lần, ngang bằng với Benfica. Trong 4 lần gần nhất chạm trán với đại diện của Tây Ban Nha, The Cop toàn thua cả 4 trận. Ở trận chung kết Cúp C1 năm 2018, đoàn quân của Zinedine Zidane đã vượt qua đội chủ sân Anfield cũng với tỷ số 3-1. Còn trong 2 lần chạm trán ở bảng B Champions League mùa giải 2014-2015, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha toàn thắng 2 lượt trận với tỷ số là 3-0 và 1-0. Với cách biệt 2 bàn, các học trò của Zidane đang có cơ hội rất lớn để tiến vào bán kết đấu trường danh giá nhất châu Âu sau gần 3 năm chờ đợi. Tuy nhiên, Liverpool luôn nổi tiếng với những màn lội ngược dòng ngoạn mục trong lịch sử Champions League và Real Madrid rõ ràng chưa thể chủ quan. Cuối tuần này, Los Blancos sẽ bước vào một trận chiến cũng hết sức quan trọng khác với Barcelona tại La Liga. Nếu để thua ở trận đấu này, Hoàng Giao Trắng gần như sẽ không còn cơ hội đua vô địch tại giải quốc nội.